Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Điểm Radio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 235 của bộ truyện Thiên Hiệp Giải Kỳ, Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Điểm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất do Quang Khải diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lúc này, trước cửa cung điện có khắc ba chữ lớn Quỳnh Ngọc Cung, cách viễn cực kỳ uyển chuyển và tinh tế, khiến người ta vừa nhìn thấy những chữ này liền không khỏi muốn tưởng tượng ra người viết chữ là dạng người như thế nào. Không nghi ngờ gì nữa, đó phải là một người phụ nữ. Nhưng đó là một loại nữ tử như thế nào thì cho dù đã suy nghĩ rất nhiều cũng rất khó có thể xác định được. Không khỏi lại nghĩ đến người phụ nữ cầm ô trong giấc mơ và nụ cười như có như không đó. Vẫn chưa chắc chắn đó là ảo ảnh do Thần Vương Huyễn Hải Thầm Mộng Điệp tạo ra, hay đây là cửu vĩ hộ hậu, chủ nhân của Quỳnh Ngọc Cung đây. Nghĩ đến đây, hắn lấy ra một cái đỉnh lớn từ chiếc nhẫn tu di, đổ đầy nước vào đó, ném một con chó đã lột ra vào nước, rồi cho các loại nguyên liệu như hành, gừng, quế, lá nguyệt quế các loại vào. Đương nhiên, có người có thể nói đó là một con sói, hơn nữa nó còn là vương của Sương Châu, Lang Vương Thiên Sương. Nhưng trong chiếc đỉnh này của hắn, thì đây cũng chỉ là một con chó. Mặc dù yêu đan đã bị móc ra, nhưng máu thịt bên trong vẫn tràn ngập linh khí, cho nên không cần xử lý, ngay cả máu cũng không cần rửa sạch. Nước dùng để luộc thịt là nước từ Quy Khư, đặc biệt lấy từ Cộng Uyên, và thịt chó khi rơi vào đó trước tiên bị làm đông trong một lớp băng trước. Cũng may con chó này có lai lịch bất phàm, nếu không cho dù là gan thì rơi vào trong đó cũng sẽ giống như vỡ thành từng mảnh vụn. Lô đỉnh là pháp bảo luyện đan, nếu không thì căn bản hoàn toàn không nấu được nó. Loại pháp bảo luyện đan này có giá trị cực cao, tốt hơn cả 10 cái pháp bảo thông thường. Đây là chiến lợi phẩm thu được từ Tả Quốc Sư. Ngay cả các loại gia vị cũng đều là linh thảo do nông gia trồng được, kết hợp với các loại linh dược quý giá khác, cũng không nhớ rõ là lấy được chúng từ nơi nào. Hình như là nằm trong chiếc nhẫn tu di của vị đại tông sư nông gia tham gia trận chiến Đại Phật Sơn. Sau khi người nam nhân hoàn thành mọi công việc chuẩn bị, hắn ngửa đầu ra và nhìn lên trời. Còn không nhanh chóng cút xuống đây cho ta. Ánh sáng chợt lóe lên, một người thanh niên từ trên trời bay xuống. Trên người hắn mặc một chiếc trường bào màu đen sặc sỡ, đội trên đầu một cái vương miện tinh xảo, tóc thì được chải cẩn thận tỉ mỉ ra phía sau đầu, càng hiện lên vẻ đẹp không giống người bình thường, rất có phong phạm của người quyền quý. Hắn cúi đầu thật sâu một cách lịch sự với người nam nhân trước mặt. Cha. Lý Thanh Sơn cười hỏi, nhóm người bên dưới của ngươi không cản ngươi lại sao? Lý Phượng Nguyên hơi đỏ mặt. Ngày đó hắn bị người có môn phái vũ nhân ngăn cản, nên không có cố gắng hết sức để giải cứu Tiểu An, cho nên trong lòng thấy hơi có lỗi với Lý Thanh Sơn. Hắn vỗ ngực nói, mặc kệ người khác nói như thế nào, ta nhất định phải giúp một chút sức lực cho cha. Cho dù ngươi muốn ta hủy diệt thế giới, ta cũng sẽ cùng ngươi đi đến cùng. Môn phái vũ nhân khẳng định không muốn tham gia chiến trận, cho dù phải chọn một bên, họ cũng khẳng định không chọn Lý Thanh Sơn. Dù sao nếu thế giới bị hủy diệt, thì có trôi nổi ở trên trời cũng không làm gì được. Lúc này, Lý Thanh Sơn thật sự cảm thấy hắn có chút giống đại ma đầu trong ký kịch. Ban đầu, khi mà xem đủ loại chuyện xưa khác nhau, thấy bên trong có đủ loại ma vương độc ác và tàn bạo. Nhưng hết lần này tới lần khác, có một nhóm người thông minh và tài giỏi ủng hộ, hắn còn cảm thấy không thể thiếu được. Nhưng đến giờ thì hắn đã hiểu được một chút. Nhưng hắn cũng không cảm thấy là Lý Phượng Nguyên có lỗi gì với hắn trong chuyện của Tiểu An. Dù có là cha con, họ cũng vẫn là những cá thể độc lập, có thể phán đoán và lựa chọn riêng của mình, không cần phải học cái gì mà phụ tử tử hiếu, hay là phải biết cảm ơn như người bình thường. Nhẹ nhàng vỗ vào đầu Lý Phượng Nguyên. Ai bảo ngươi đi theo ta hủy diệt thế giới, mau nhóm lửa. À, ta muốn tiết kiệm sức lực, miếng thịt này không dễ nấu, ta cần dùng phượng hoàng lửa của ngươi để khỏi làm cho hương vị không ngon. Lý Phượng Nguyên, Lý Thanh Sơn nghiêm túc giải thích. Lý Phượng Nguyên không thể tin được mà hỏi lại. Người triệu ta tới đây chính là vì để ta giúp cho ngươi luộc thịt sao?
dù sao tốt xấu gì ta cũng là Phượng Hoàng Thần Điểu Vũ Nhân Vương. Nói nhảm nhiều làm gì, ngươi có muốn ăn hay không? Muốn. Lý Phượng Huyên lập tức luyện hóa đại đỉnh, biến ra Phượng Hoàng Lửa, bắt đầu nấu thịt. Trong chốc lát, nước liền được đun sôi, vang lên tiếng sùng sục, một mùi thơm kỳ lạ tỏa ra. Đun lửa nhỏ. Được. Con Phượng Hoàng cao quý này liền ngoan ngoãn làm đầu bếp chế biến thịt chó, còn dùng ánh mắt thèm thuồng mà nhìn vào trong đỉnh. Lý Thanh Sơn chống cảm suy nghĩ. Lý Phượng Nguyên không dám xen vào, nhưng lại nghe hắn đang lẩm bẩm nói. Ta là Đại Ma Vương, làm sao dưới trướng có thể không có Tứ Đại Thiên Vương được? Có rồi. Đột nhiên hắn vỗ đùi, chỉ vào Lý Phượng Nguyên nói. Ta phong ngươi làm Thiên Vương luộc thịt. Lúc này Lý Phượng Nguyên không nói nên lời. Ngươi có ý kiến gì sao? Không có. Vậy ta là cái gì Thiên Vương? Cố Nhân Ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở phía đỉnh núi, phóng khoáng bước tới. Lý Phượng Huyên bị nàng làm sợ hết hồn. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự không thể tin được có người có thể nhanh đến như vậy. Ngươi là Thiên Vương Vương Phong, Lý Thanh Sơn tự tin nói. Ta phụ trách việc canh chừng sao? Cố Nhân Ảnh đi tới trước đại đỉnh và thở dài. Tội nghiệp chú sói của ta, bị người giết thịt không nói, còn muốn phải tế ngũ tạng miếu. Sau đó hít một hơi thật sâu. Chà chà, nó có mùi thơm quá. Lý Thanh Sơn cười nói. Nếu ta chết, ta thà để người khác chiên ta lên rồi làm một bữa ăn thịnh soạn, còn hơn là thối rữa ở trong đất cho bọn sâu bọ ăn. Vậy ta nhất định sẽ ăn không còn một mống, ngay cả một ngụm canh đều không trở lại. Một giọng nói từ xa chuyển đến. Sau khi nói xong lời cuối cùng, nam nhân đã ngồi xuống trước đỉnh, thần sắc tràn đầy sát khí, liếm môi nhìn Lý Thanh Sơn, tờ hồ đang muốn xem thử miếng thịt nào trên người hắn là ăn thịt ngon hơn. Lý Phượng Nguyên trong lòng run lên, có một loại cảm giác như gặp phải kẻ địch rất mạnh, theo bản năng bắt đầu cảnh giác hơn. Lý Thanh Sơn cười đắc ý. Đây không phải là Thiên Vương Xạ Điểu sao? Đừng tùy tiện đặt cho ta một cái biệt danh xấu xí như thế. La Hầu Tiểu Minh trợn mắt nhìn Lý Thanh Sơn, sát khí của hắn đóng băng cả gió và tuyết. Ngay khi sống sót qua ba lần thiên kiếp thì hắn đã cao lớn hơn thêm một chút. Hắn không hổ là thần linh trời sinh, hơn nữa hắn còn thực sự đã từng làm thần linh. Tốc độ tu hành của hắn thực sự nhanh chóng đến mức như chó hoang chạy rồng. Lý Phượng Nguyên cảm giác máu tươi đông lại khắp người, như thể đang nhìn thấy rất nhiều xác chết chất đầy thành núi và cả máu tươi chảy dài thành sông. Chỉ bằng vào khí thế này thì chính hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của người này. Lúc nào thì bên ngoài Cửu Châu lại có cường giả tuyệt thế đến bậc này chứ? Lý Thanh Sơn dường như phát hiện ra điểm này, ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai. Đã muộn rồi. Tên khốn kiếp nhà ngươi, đừng chậm chế công việc của Thiên Vương luộc thịt. Ngươi có muốn ăn cơm hay không? Linh âm thanh minh, kỳ ảo thấu triệt, xuyên qua sát khí ngưng trệ, thẳng hướng đâm về phía La Hầu Tiểu Minh. Cuối cùng cũng coi như có thể ăn được cái gì đó tử tế một chút. La Hầu Tiểu Minh lập tức thu lại sát khí trong nháy mắt, như thể nó chưa từng tồn tại. Bất kể là chàng trai trước mặt hay là truyền nhân của Bạch Cốt đều không phải là người có thể vượt lên trên bằng khí thế. Nhưng nếu không phải vì điều đó, hắn cũng sẽ không ngồi ở chỗ này. Lý Thanh Sơn lộ ra nụ cười ôn hòa. Vị Thiên Vương cuối cùng của ta cũng đến rồi. Tiểu An bồng bềnh mà tới, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Lý Thanh Sơn. Lý Phượng Nguyên nhìn ba vị Thiên Vương này, đột nhiên cảm giác thấy mình có thể được làm Thiên Vương luộc thịt thật là một loại vinh hạnh. Hơn nữa còn là đi cửa sau. Nếu không phải vị này là cha của hắn thì căn bản hắn không có đủ tư cách. Nghĩ đến món thịt mà chính mình là Thiên Vương luộc thịt nấu, lại chính là Lang Vương Thiên Sương, là một trong yêu vương của thập phương, thì tâm tình của Lý Phượng Nguyên trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Trong lòng hắn còn tự an ủi. Cũng không phải công việc của ta quá thấp kém, mà chính là do lão cha của hắn căn bản không biết đặt tên. Cái này Lang Vương Thiên Sương được gọi là Lang Thần. Như vậy, hắn chính là Thiên Vương Phanh Thần Lý Phượng Nguyên. Lúc này, hắn cảm giác bản thân đã ngầu hơn rất nhiều. Nhưng mà suy nghĩ này lại trăm ngàn lần không được đề cập với Lý Thanh Sơn. Hắn chỉ có thể ở trong lòng nghĩ đẹp một chút. Mùi thơm càng ngày càng nồng hơn, thật sự là thịt chó lăn ba lần, thần tiên cũng ngồi không yên. Thời gian gần đủ rồi. La Hầu Tiểu Minh không nhịn được nói.
Atula nhưng là dị thường, yêu thích rượu tốt và đồ ăn ngon. Bầu trời đã bắt đầu sáng và ánh bình minh sẽ sớm ló dạng. Được rồi, để ta nếm thử xem. Lý Thanh Sơn giơ mặt lộ cuồng hoa đao lên. Cái này cuồng giá cự đao hiển nhiên là cũng không thích hợp để cắt thịt. Nếu cứ như vậy hạ đao xuống, nhất định sẽ đem đại đỉnh bổ ra làm đôi. Ngoan, ta phong ngươi làm thiên vương cắt thịt. Ai muốn làm thiên vương cắt thịt chứ? Cuồng hoa đao giận dữ nói, nhưng vẫn là đem thân đao thu nhỏ lại, hóa thành một thanh dao găm. Mở nồi. Lý Thanh Sơn ra lệnh một tiếng. Lý Phượng Nguyên mở nắp đại đỉnh, hơi nóng bốc lên cuồn cuộn, mang theo mùi thơm nồng đậm. Một tia ánh sáng mang theo linh khí xông thẳng lên trời. Này chẳng lẽ là liệu lý trong truyền thuyết sao? Lý Thanh Sơn không khỏi nắm chặt mặt lộ quảng hoa đao. Thật ra rất nhiều đan dược quý giá khi ra lò sẽ được linh khí bắn lên bầu trời. Dù sao thì cũng tập trung bao nhiêu là linh thảo, cho nên tất nhiên là tràn đầy linh khí. Mà nguyên liệu bỏ vào món canh này quả thực phải nói là cực kỳ xa xỉ, nên nó có tác dụng như vậy cũng không có gì đáng kinh ngạc. Tâm trạng của Lý Thanh Sơn vô cùng kiên định. Hắn cắt miếng thịt chó tiếp theo. Trong đầu hơi suy nghĩ một chút, nước thịt bao quanh thịt chó bay tới trước mặt. Hắn há to miệng rồi nuốt xuống một ngụm. Như thể có một tia sáng xuyên qua huyệt thái dương. Hắn cảm nhận được một hương vị thơm ngon vô cùng đang nở rộ ở trên đầu lưỡi. Một dòng nước ấm chảy thẳng vào trong bụng. Thịt chó tươi mới mà lại hơi dai. Răng của hắn mà cũng phải nhai mạnh mấy lần mới có thể nuốt xuống bụng. Cũng không biết từ nơi nào mà hắn lấy ra một vỏ linh tiểu ngàn năm rồi uống một ngụm thật lớn. Đất trời bắt đầu tràn ngập tuyết, tựa hồ trong phút chốc hóa thành giữa hè chói chang. Sảng khoái. Lý Thanh Sơn nhìn về hướng của Lý Phượng Nguyên và giơ lên ngón tay cái. Không hổ là thiên vương lược thịt của ta. Lý Phượng Nguyên đánh bạo nói. Cũng có thể gọi là thiên vương phanh thần. Hả? Cái tên quỷ gì vậy chứ? Lý Thanh Sơn không phản đối, bắt đầu phân chia rượu thịt. Tứ đại thiên vương mỗi người đều có phần, bầu không khí lập tức sôi nổi hẳn lên. Lý Phượng Nguyên cũng không quan tâm hắn là gọi thiên vương luộc thịt hay là thiên vương phanh thần, ăn uống vui vẻ đến mức không hề có hình tượng gì đáng nói. Tiểu An chủ yếu phụ trách gặm xương, trên thực tế nàng chỉ cần dùng một ánh mắt, xương cốt trong tay liền biến thành tam muội bạch cốt hỏa, sau đó hút vào nó vào trong miệng. Lý Thanh Sơn thương tiếc sờ sờ đầu của nàng, việc tu luyện chu nhan bạch cốt đạp khiến nàng thật sự mất đi rất nhiều niềm vui trong cuộc sống. Sau đó hắn đưa cho nàng xá lợi của Tả Quốc Sư. Lấy cái này coi như là món ăn phụ đi. Cố Nhật Ảnh cười nói. Người bình thường tham gia hôn lễ đều muốn giữ cái bụng lại để ăn một bữa thật no nề. Chúng ta thì ngược lại là chọn ăn no trước. Hả? Thịt chó không bày được trong bữa tiệc, chủ nhà sợ là sẽ không hoan nghênh một vị khách xấu như ta, cho nên vẫn là ăn no đủ rồi sau đó về thôi. Lý Thanh Sơn cười bưng rượu lên, cùng nàng cũng một cái. Không đi không được. Nam nhân muốn chém giết, nữ nhân từ đâu tới lại nói nhảm nhiều như vậy. Ý chí chiến đấu của La Hầu Tiểu Minh hừng hực bốc lên. Từ khi rơi xuống rồi sống lại cho đến nay, hắn rốt cuộc cũng được ăn một bữa tươm tất, nhưng không có trải qua một trận chiến chính thức nào, cho nên từ lâu hắn đã không thể nhịn thêm được nữa. Atula có thể sống mà không có thức ăn, nhưng không thể sống mà không có chiến đấu. Có thể không có bạn bè, nhưng không thể không có kẻ địch. Coi như ta chưa nói gì đi. Cố Nhật Ảnh phóng khoáng nhún vai một cái. Cũng là hai người này mới có thể coi nàng như nữ nhân, hoặc là khiến nàng trông giống nữ nhân hơn một chút. Kỳ thực nàng đã sớm nghĩ tới kết quả như vậy, nhưng mà là ở trong một đội, chung quy luôn phải có người đưa ra ý kiến phản đối mới được. Tự Long đã chuyển ra 1.000.000 bản kêu gọi hành động. Mỗi một lời kêu gọi hành động đều có thể được coi là vũ khí tâm linh. Cho dù là người không biết chữ hay giống loài không phải là loài người cũng có thể hiểu được. Như vậy tinh thần sẽ bị đầu độc và mê hoặc. Cùng với sự ảnh hưởng của cái thiên ý sâu xa thăm thẳm kia, tâm của chúng sinh trong thiên hạ đã ngả về phía Tự Long một nửa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, càng kéo dài thì tình hình sẽ càng tồi tệ. Hiện tại lời kêu gọi hành động còn khó có thể ảnh hưởng đến ý chí của các tu hành giả. Một khi kết thúc ngày hôm nay, khi mà Tự Long đã hoàn thành liên minh của hắn trong thiên hạ, thì sẽ rất khó có gì có thể lay chuyển được. Chỉ có thể thừa dịp hôm nay Tự Long rời xa núi Long Thủ, đem hết toàn bộ sức mạnh của mình giáng cho hắn ta một đòn chí mạng, mới có thể có cơ hội chiến thắng. Nhưng mà chuyện đơn giản như vậy không thể nào Tự Long lại không nghĩ tới. Vì lẽ đó mà cơ hội lần này rất rõ ràng chỉ là một miếng mồi nhử.
mặc dù biết đó là mồi nhử nhưng cũng phải nuốt, đây gọi là dương mưu. Cho nên chỉ có thể nói rằng hắn quả thực xứng đáng để được gọi là Thái Tổ Hoàng Đế. Lý Phượng Nguyên ăn vui vẻ đến mức không còn biết trời đâu đất đâu, thở dài nói. Thực sự là quá ngon rồi. Cha ơi, đây sẽ không phải bữa cơm cuối cùng trước khi bị chặt đầu chứ? Lúc này, Lý Thanh Sơn sửng sốt một chút, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Cái miệng ăn mắm ăn muối này của người, cái mặt trào phúng này. Quả nhiên không hổ là con trai của ta. Nếu ta làm hoàng thượng, nhất định phong ngươi cái tên thối tha này làm thái tử. Đến, chúng ta cùng đi. Lý Phượng Nguyên hơi đỏ mặt, xoa đầu nói. Ở đâu? Nếu so sánh ta cùng với đại lão cha ngài, thì ta còn kém xa lắm. Lý Thanh Sơn cười to nói. Biết là tốt rồi. Tự long cho dù muôn vàn thủ đoạn, còn không phải là bị cha già của ngươi bức đến bước này sao? Không thể không đặt bản thân vào nguy hiểm để theo ta đánh cược. Nhạn Ảnh, kẻ địch rất khó đối phó, nhưng cũng không có đáng sợ như vậy. Ở quê hương ta có một người từng nói, coi thường địch về chiến lược, nhưng phải coi trọng địch về chiến thuật. Đấu với trời, đấu với đất, đấu với con người, thú vị vô cùng. Ngươi phải học cách để hưởng thụ niềm vui trong đó. Mấy triệu bản kêu gọi linh khí này cũng phải tốn rất nhiều tài nguyên, lại còn phải phân phát khắp thiên hạ. Cho dù có lấy tích lũy của vương triều đại hạ thì cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Mồi nhử cũng được, cạm bẫy cũng tốt, đây cũng đều là việc rất mạo hiểm. Tử Long vốn dĩ có thể không cần mạo hiểm như vậy. Hắn có thể ở tại hoàng đình và dựa vào đại thế để đè bẹp hắn. Nhưng hiện tại hắn ta lại không thể không lo lắng. Chả thấy lúc sau khi hắn hoàn thành việc lớn thì Ký Châu còn có thể hay không luyện thành động thiên phúc địa. Mà khi đó những người muốn nghiền ép cũng chắc chắn sẽ không đến ngoan ngoãn mà chịu chết. Thu hoạch cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là một cái thế giới gần như sắp bị tan vỡ và một kẻ thù mạnh mẽ khó lường. Vì lẽ đó, hắn muốn ngăn cản sự hủy diệt của thế giới, muốn giải quyết triệt để Lý Thanh Sơn, hắn nhất định phải lộ ra kẽ hở và cho Lý Thanh Sơn có cơ hội để ra một đòn chí mạng. Nói rất hay. Hai mắt của La Hầu Tiểu Minh sáng lên. Nếu là người kia đến Tu La Đảo, nhất định sẽ là Atula mạnh nhất. Niềm vui của việc chiến đấu sao? Có các ngươi hiểu biết là được rồi. Có Nhận Ảnh khẽ mỉm cười. Nàng đương nhiên biết rất rõ cuộc chiến giữa hai người đàn ông đã sớm bắt đầu. Mưu lược, bố cục, đối đầu, thăm dò, điều động tất cả tài nguyên và sử dụng tất cả thủ đoạn, từng bước một ép buộc đối phương, cũng từng bước một đem chính mình rơi vào tình thế tuyệt vọng. Hai bên đều không có chút gì do dự. Đó là quyết tâm giết chết nhau ngay từ thời điểm biết đến sự tồn tại của người kia. Và tất cả những thỏa hiệp, những nhượng bộ ở giữa đều là sự giả tạo. Giờ này ngày này, hai bên đối đầu trực diện, nhất định phải phân định sống chết một mất một còn. Lý Phượng Nguyên ở một bên nghe, cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, không để ý đến sống chết, chợt nghe Tiểu An nói một tiếng. Thanh Sơn, kỳ thực ta có thể giết chúng sinh. Giết chúng sinh sao? Một thân nhiệt huyết của Lý Phượng Nguyên bị đông cứng ngay lại ở trong chớp mắt. La Hầu Tiểu Minh và Cố Nhạn Ảnh đều nhìn Tiểu An, thấy vẻ mặt của nàng bình tĩnh, trên mặt không có vẻ hung dữ nào, trên người cũng không có tia sát khí. Nàng đang nói về những điều bình thường như ăn cơm uống nước, trong mắt nàng chỉ có sự tồn tại của Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn cũng sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn. Ở một mức độ nào đó, điều này tương tự như việc hắn hủy diệt thế giới. Nhưng hắn đã ra lệnh cho Phệ Không Thú nuốt chửng Cửu Châu chỉ để ép buộc Tự Long phải lộ ra sơ hở của mình. Mặc dù gây ra rất nhiều thiệt hại, nhưng về cơ bản nó là một vùng đất cằn cỗi, hầu như không có sinh linh nào tồn tại. Nếu có thể đánh bại Tự Long ở đây thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Cho dù hắn sát phạt một cách quyết đoán, hắn cũng sẽ cố gắng hết sức tránh giết hại không cần thiết. Ta không đồng ý, như vậy thật quá đáng. Lý Phượng Nguyên không quan tâm đến nỗi sợ hãi đối với Tiểu An, đột nhiên đứng dậy, dù sao Phượng Hoàng cũng là một nhân điểu. Lý Thanh Sơn không để ý tới hắn, cười hỏi. Các ngươi cảm thấy thế nào? La Hầu Tiểu Minh nhấp một ngụm rượu, liếc nhìn Lý Thanh Sơn, không trả lời. Ngón tay mảnh khảnh của Cố Nhạn Ảnh nghịch chén rượu. Cho dù bọn ta giúp đỡ, lẽ nào hôm nay ngươi định rút lui à? Sao không đợi thêm hôm nay? Nếu như ngươi không thể hạ gục Tự Long mà vẫn sống sót, chúng ta lại bàn tiếp. Nhạn Ảnh là người hiểu ta nhất. Lý Thanh Sơn cười to, âm thanh chấn động núi non. Ván cờ đã đến nước này, nếu lại rút lui, khí thế sẽ giảm sút, không bằng cứ rời đi Cửu Châu, cần gì phải kéo theo chúng sinh chôn cùng. Tiểu An cúi đầu có chút thất vọng.
ta biết ngươi quan tâm đến an nguy của ta, không muốn ta đi mạo hiểm, cho nên biết quyết định của ta nhưng vẫn phải lên tiếng. Lý Thanh Sơn ôm nàng vào lòng, hôn một cái thật mạnh lên khuôn mặt thanh tú của nàng. Tiểu An nở nụ cười, mặt hơi đỏ, giống như một tảng băng tan, hoa xuân rực rỡ. Nói như vậy, chỉ có ta mới là tên ngốc à? Lý Phượng Nguyên chỉ vào mối của mình, không thể tin hỏi. Nhi tử ngốc của ta, thành thật nấu thịt của ngươi đi. Lý Phượng Nguyên chán nản ngồi xuống, lại một lần nữa cảm thấy thiên vương nấu thịt của mình có chút danh không xứng với thực. Lý Thanh Sơn phất tay lên, lấy linh quy huyền giáp dựng lên một cái kết giới, nghiêm túc nói. Hôm nay đúng là một cơ hội tốt, đang là lúc huyễn hải thận vương phi thằng thường để lại một phân thần, chính là vì đối phó tự lòng. Nhiều năm trước hắn đã tới Long Châu, ban đầu ta còn tưởng rằng còn muốn đảo lộn triều đình đại hạ, nhưng vẫn không có tin tức gì, e rằng đang chờ bản tôn tự long đến. Mấy ngày trước đã báo mộng cho ta, đặc biệt nhắc nhở ta hôm nay nhất định phải tới. Miêu tả tỉ mỉ các loại trong giấc mơ, đặc biệt là cảnh cuối cùng của giấc mơ. Khó trách ngươi lại kiên quyết như vậy, nhưng ta vẫn có chút nghi ngờ. Dù sao Quỳnh Ngọc Cung đó cũng chỉ là địa bàn Cửu Vĩ Hồ Học, chỉ là một phân thân của huyễn hải thận vương, thật sự có thể bố trí mai phục ở nơi đó sao? Cho dù là thực sự muốn đối phó với tự lòng, nhưng phải xem đó là một sự trợ giúp mạnh như thế nào. Lang Vương Thiên Sương thậm chí còn không đỡ được một chiều. Vì vậy, đây có thể là một cái bẫy được thiết kế để thu hút người đến đó. Đôi mắt ưng của Cố Nhạn Ảnh hơi nheo lại, nhìn về phía Quỳnh Ngọc Cung ở phía xa, sau đó nói. Người cuối cùng cầm chiếc ô mà ngươi nhìn thấy trong giấc mơ có lẽ là Cửu Vĩ Hồ Hậu. Nghe nói nàng đã cầm chiếc ô đó trong nhiều năm. Lý Thanh Sơn nhún vai, vẻ mặt thoải mái. Có lẽ nàng đã thuyết phục Cửu Vĩ Hồ Hậu mong chúng ta giúp một tay. Hắn liếm môi. Ngươi từng gặp qua Cửu Vĩ Hồ Hậu chưa? Nghe nói nàng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, ta không biết là thật hay giả. Cố Nhạn Ảnh tức giận nói. Khi Tự Long gặp Cửu Vĩ Hồ Hậu, 80 đời tổ tiên nhà ngươi còn chưa được sinh ra. Mặc dù không được cử hành đại hôn lễ với Tự Long, nhưng nàng là hoàng hậu thực sự của đại hạ. 5.000 năm nay vẫn hưởng thụ thờ cúng của vương triều đại hạ, không có lý do gì lại phản nước mà đến giúp ngươi. Nếu như huyễn hải thận vương thật sự có mưu đồ, vì sao không giải thích vấn đề rõ ràng để chúng ta có thể hợp tác? Lý Thanh Sơn nói. Có thể là bởi vì sợ Tự Long sẽ cảm giác được cái gì, cho nên không thể nói rõ ràng, miễn cho bại lộ bí mật. Sao ngươi lại kích động như vậy chứ? Có lẽ là bởi vì ta sợ ngươi cảm giác được cái gì, ngươi sẽ không bị mê hoặc, đúng không? Ánh mắt của Cố Nhạn Ảnh như điện dò xét Lý Thanh Sơn. Ta kích động khi nào? Tiểu An, ngươi nói đi, nàng ta có kích động không? Tiểu An nghiêm túc gật đầu. Nhìn đi, ngươi còn không thừa nhận sao? Lý Thanh Sơn đắc ý cười nói. Đây là lúc thảo luận tâm trạng của ta sao? Lý Thanh Sơn, hiện tại ta rất nghi ngờ trạng thái tinh thần của ngươi. Làm sao có thể? Không phải là ta chưa từng gặp qua mỹ nhân? Lý Thanh Sơn không khỏi nghĩ tới cánh đồng lúa mì vàng óng, người đứng dưới ô quay đầu cười. Rõ ràng không nhìn thấy bóng dáng hoàn chỉnh của nàng, nhưng cảnh tượng kia lại rõ ràng như vậy. Chẳng lẽ mình thật sự bị mê hoặc sao? Hắn lắc đầu để ném suy nghĩ này ra khỏi đầu. Hơn nữa, vì sao huyễn hải thận vương lại giúp Tự Long đối phó ta? La Hầu Tiểu Minh nói. Chờ đã, ta có một câu hỏi. Cửu Vĩ Hồ Hậu mà các ngươi đang nói tới là một con yêu hồ bình thường tự tông bốc mình, hay nó thực sự là một con cửu vĩ hồ đến từ Thanh Khâu Quốc? Lý Thanh Sơn nói. Cái này có khác biệt sao? Dù sao đều là hồ ly tinh. Chênh lệch rất lớn, giống như rắn và rồng vậy. Nếu là cửu vĩ hồ thật, như vậy ngươi bị mê hoặc cũng không có gì là lạ. Cho dù các ngươi nghe theo lời của huyễn hải thận vương cũng có khả năng bị mê hoặc. Lý Thanh Sơn nhướng mày. Lợi hại vậy à? Cửu vĩ hồ là một chủng tộc còn hiếm hơn cả rồng và phượng hoàng. Nó được sinh ra với vẻ đẹp của trời đất và vẻ đẹp của vạn vật. Sự quyến rũ của nó là không thể ngăn cản. Nó thậm chí có thể ảnh hưởng đến chúng sinh. Người ta nói rằng cửu vĩ hồ sử dụng sự quyến rũ của nó để làm phép chứ không phải sức mạnh. Đồ Sơn Thị, vợ cũ của Vũ Vương, cũng chính là một cửu vĩ hồ. Tự Long tự nhận là hậu duệ của Đại Vũ, có thể gán ghép câu chuyện này nên cũng bị mê hoặc. Thà nào hắn lại muốn chia thế giới này thành cửu châu, thành lập một đại hạ, chỉ để làm nàng ta hài lòng. Cố Nhạn Ảnh nói, đó là điều ta lo lắng.
Một con hồ yêu bình thường sao có thể khiến Tự Long nhớ mãi không quên như vậy? Ta không nghĩ ai có thể chống lại việc phu thê bọn họ liên thủ. Nếu không, chúng ta vẫn nên đi giết tất cả chúng sinh đi. La Hầu Tiểu Minh nói, nhưng nếu thực sự là cửu vĩ hồ thì quá kỳ lạ. Dòng họ này khác với dòng và Phượng Hoàng, hầu hết chúng đều tập trung ở Thanh Khâu Quốc, rất ít khi lưu lạc ở bên ngoài. Hơn nữa, theo như lời nói, nàng đã vượt qua 3 lần thiên kiếp vào 5.000 năm trước, sao có thể đến bây giờ vẫn chưa phi thăng? Thế giới này cũng có rất nhiều thần thú và dị thú, thậm chí còn bị Long tộc thống trị trong thời gian dài. Nhưng những chủng tộc kỳ tài này tu hành cực nhanh, cho dù là phi thăng hay là chôn vùi trong rông báo, cũng không phải là thứ mà thế giới này có thể chứa. Cửu Vĩ Hồ cũng vậy. Cố Nhạn Ảnh nói, ta đoán là vì nàng không muốn phi thăng đến yêu thú, vẫn luôn đợi Tự Long trở về. Mặc dù Cửu Vĩ Hồ sẽ chủ động chọn bạn đời, nhưng nó sẽ không biết đến với lòng trung thành. Nó sẽ lãng phí 5.000 năm ở nơi này chỉ vì một Tự Long ư? Dù là cạm bẫy hay cơ hội, mọi nghi vấn đều tập trung vào Cửu Vĩ Hồ hậu, có liên quan đến thắng bại của trận chiến này. Ngay cả với ánh mắt của Cố Nhạn Ảnh, kiến thức của La Hầu Tiểu Minh tạm thời rất khó có thể đưa ra phán đoán. Trong mắt Lý Thanh Sơn lóe sáng, tốt lắm, Cửu Vĩ Hồ hậu sẽ là của ta. Cố Nhạn Ảnh đỡ chán thở dài, này tiểu đệ Thanh Sơn à, rốt cuộc ngươi có đang nghe bọn ta nói không? Đương nhiên là có rồi. Xem ra Cửu Vĩ Hồ hậu đúng là đệ nhất mỹ nữ ở Cửu Châu. Hả, Tự Long nhỏ bé dám khiêu khích bọn đại gia, xem ta ăn thịt chó của người, giết cả nhà người, ngủ với vợ người. Trên mặt Lý Thanh Sơn lộ ra vẻ ác ý, hắn đã bắt đầu tưởng tượng mùi vị của thành quả thắng lợi. Tiểu An, tên khốn này nhất định là bị mê hoặc, nhất định là bị mê hoặc rồi. Tiểu An nghiêm túc gật đầu. Đông Phương Dục hiểu, Lý Thanh Sơn đứng dậy nhìn ra ngoài. Nhờ có các vị phân tích một cách tuyệt vời, ta mới có hiểu biết mới về tình huống. Nhưng cuối cùng vẫn là phải đưa ra lựa chọn, hoặc là sợ hãi rút lui tàn sát thường dân, hoặc là dốc hết sức giết chết Tự Long. Ta chọn vế sau. Bị mê hoặc thì đã sao, là cạm bẫy thì thế nào? Tự Long sẽ không ngoan ngoãn rửa cổ chờ chết. Dù sao ta nghĩ ta có thể chiến đấu một trận. La Hầu Tiểu Minh nhấc đại đỉnh lên uống một ngụm canh. Vậy thì chiến thôi. Được lắm, ta thực sự không biết người sẽ xông qua bằng cách nào. Cố Nhạn Ảnh trông có vẻ bất lực. Nàng nhìn xa trông rộng trong mọi sự việc là vì sự bốc đồng của Côn Bằng Chi Phú. Nàng thực sự không quen với sự phí não của hắn. Vẫn luôn có Tiểu An giúp ta bày mưu tính kế. Tất nhiên còn có trực giác nhạy bén của ta. Tới đây. Hai mắt của Lý Thanh Sơn lóe lên. Mặt trời mọc ở phương đông, một con cự long cực lớn bay ngoang qua chân trời, đầu dòng vàng óng chẻ biển mây ra. Xem xét kỹ thì đó không phải là chân long, mà là một hạm đội. Dẫn đầu kỳ hạm là một tên to lớn chưa gặp bao giờ. Tự Long chắp tay sau lưng đứng ở đầu hạm, toàn thân tỏa ra hào quang uy nghiêm. Là Hoàng Long Vương Đại Hạ. Cái tên này thật là thổ tảo. Lý Thanh Sơn khinh thường, nhưng tiếc là vệ không thú vừa tiến vào Long Châu đã bị pháp tắc thiên địa mạnh mẽ áp chế. Nếu không sao có thể để những chiếc thuyền nát này vào mắt. Ưng Lệ kêu một tiếng thấu trời. Hồng Ưng tung cánh bay lượn trên núi. Đôi mắt Ưng sắc bén nhìn chằm chằm vào đại đỉnh nấu thịt. Mặc dù quan hệ với Lang Vương Thiên Sương không tốt, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc thỏ chết cáo thương. Lại có một tiếng kêu dài. Lý Thanh Sơn ngẩng đầu lên trời giống to, ý chí mạnh mẽ. Sát khí của hắn không khỏi che khuất tiếng kêu của Ưng Lệ, thậm chí bao phủ cả hạm đội đang chạy như bay. Tam công Cửu Khanh, cả triều văn võ đều đến đón Tự Long trên Hoàng Long Vương. Nghe thấy tiếng gầm, tất cả đều tỏ vẻ nghiêm trọng. Ai cũng đã nhìn thấy sự đáng sợ của hắn trên núi Long Đầu. Bây giờ cái chết của đám người Tả Quốc Sư đã mang lại cho hắn thêm một hung danh, khiến mọi người rùng mình. Nhìn xuống vùng đất vô biên, Tự Long đối diện với một đôi mắt đỏ rực. Ánh mắt va chạm kịch liệt trên không trung. Hắn cười rồi xoay người. Các vị ái khanh, hôm nay xem ta bắt giết tên đạo tặc này như thế nào. Thu hết biểu hiện của nhóm ái khanh này vào mắt, dù sao cũng chỉ là một thế giới, cho dù có nhiều tài năng đến đâu cũng khó tránh khỏi những hạn chế tự nhiên. Nhưng hôm nay không có ý định dựa dẫm vào họ, chờ khi về lại nhân gian họ sẽ trở thành đội nòng cốt của hắn. Hắn phải thể hiện phong thái mà một minh quân nên có. Hiếu Quốc Sư ra khỏi nhóm cúi đầu, chúc Ngô Hoàng chiến đấu thành công, lấy đầu của tên đạo tặc này để hội minh tế trời. Tất cả quân thần đều nói chúc Ngô Hoàng chiến đấu thành công,
lấy đầu của tên đạo tặc này để hội minh tế trời. Nụ cười trên mặt Tự Long càng tươi hơn. Hôm nay là ngày đại hỷ của ta, không cần phải sát khí như vậy. Nếu hắn nguyện ý trở thành thú cưới của ta để chuộc tội cho những tội lỗi hắn gây ra, cũng không phải là không thể. Cho hắn một con đường sống, để xem hắn lựa chọn như thế nào. Ngô Hoàng Nhân Tử, những yêu nghiệt đó rất phản nghịch, chỉ sợ sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy. Vậy thì chỉ có dùng thủ đoạn của Lôi Đình. Lại nói trong lúc nói cười, yêu vương đáng sợ vô song đó dường như đã trở thành vật trong tay, sẵn sàng bị tiêu diệt. Những lời này nói ra rõ ràng, trong mắt Lý Phượng Nguyên hiện lên lửa giận. Tên Tự Long chết tiệt này lại muốn để đại lão cha làm thú cưới cho hắn, đúng là mơ tưởng. Cố Nhận Ảnh chống cằm nhìn Hùng Ưng đang bay trên bầu trời, tâm trí như thể đã vượt ra ngoài khoảng không xa xôi. La Hầu Tiểu Minh trông vẫn bình thường, sờ vào bụng mình ợ một cái. Lý Thanh Sơn đứng thẳng như pho tượng, càng giống một tấm cờ, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Hạm đội phi nước đại qua biển mây, mặt trời mọc ở phía đông và tuyết ở phía tây, ánh nắng chói chang nhuộm vàng những bông tuyết, nhưng nó giống như lá vàng lơ lửng bay giữa trời đất, sao hoa lộng lẫy, tăng thêm một chút huyền ảo cho Quỳnh Ngọc Cung. Cuối cùng hạm đội dừng lại giữa không trung, Tự Long dẫn theo tất cả các đại thần bước xuống khỏi Hoàng Long Vương, đi đến Quỳnh Ngọc Cung. Mặc dù không có nhiều lễ nghi rườm rà, nhưng vẫn thể hiện sự chân thành và cung kính, trên mặt nở nụ cười tươi, dường như đã bỏ Lý Thanh Sơn lại phía sau, hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui của đại hôn. Có một mùi thơm thoang thoảng, nàng một mình bước lên hương đài, gõ cửa Bạch Ngọc Cung. Keng, keng, keng. Ngay cả trong lòng hắn giờ phút này cũng có chút dao động. Bóng dáng mảnh khảnh kia đã xuất hiện vô số lần ở trong mộng, nhưng khuôn mặt lại luôn thay đổi, giống như ngàn đá hoa nở rồi lại tàn trên ô. Điều đó khiến hắn hoài nghi liệu mình có thực sự từng gặp một nữ nhân như vậy hay không, thầm nói trong lòng. Mê nhiều, ta đã trở lại. Ngay cả khi không phải để luyện hóa Cửu Châu, hắn cũng chắc chắn sẽ quay lại, chỉ vì ước hẹn đó. Ngươi muốn cưới ta làm hoàng hậu của ngươi, nhưng ngươi hiển nhiên không phải hoàng đế, tự xưng cũng không tính. Chiếc ô giấy không ngừng xoay tròn, vẻ mặt kinh ngạc trên mặt nữ tử và thật vừa giả, khóe miệng cũng mơ hồ có ý cười lạnh. Ta thể, ta nhất định sẽ trở thành hoàng đế chân chính, để cho ngươi làm hoàng hậu chân chính. Vẻ mặt của nam tử trang trọng, tràn đầy ngưỡng mộ. Thân là thiên hạ chí tôn, và giờ phút này lại giống như phàm nhân tỏ tình với nữ thần trong lòng, bày tỏ rằng hắn nhất định sẽ khiến nàng sống một cuộc sống tốt đẹp. Tại sao lại là ta? Không phải ngươi có rất nhiều nữ nhân sao? Ví dụ như Bạch Tiểu Nga kia nhất định muốn làm hoàng hậu của ngươi, nàng thật muốn ăn ta. Nữ tử liếm môi, càng trở nên xinh đẹp hồng hào, để lộ chiếc răng nanh trắng như tuyết. Mê nhiều, trong lòng ta, cho dù gộp lại tất cả nữ tử trên đời này cũng không sánh bằng một sợi tóc của ngươi. Chỉ cần ngươi gật đầu, ta sẽ chỉ thuộc về ngươi. Tim của nam tử đập thình thịch, hắn tiến lên một bước, định túm lấy ống tay áo của nữ tử, chiếc ô giấy chặn ở trước mặt. À, nhưng ngươi sẽ phi thăng đến cõi nhân gian, mà ta lại đến cõi yêu thú, chúng ta làm sao có thể kết thành vợ chồng? Nữ tử thở dài hơi cau mày. Nam tử cảm thấy trái tim mình vỡ vụn, hắn hận không thể ôm nàng vào lòng để an ủi nàng, lớn tiếng nói: ta có thể đưa ngươi đến cõi nhân gian. Ta sợ như vậy sẽ mang đến đại họa cho ngươi. Nụ cười của nữ tử có chút cay đắng. Tộc của bọn ta từ trước đến nay đều như vậy. Vẻ mặt nam tử tối sầm lại. Ở thế giới này, tuy hắn đã là thiên hạ chí tôn, nhưng hắn lại chẳng có gì ở nhân gian. Thất phu vô tội mang ngọc mắc tội, cưới nàng làm vợ chẳng khác nào trẻ con cầm tiền ở giữa chợ thấp nập. Từng có nhiều vị thần đã ngã xuống vì tộc của nàng. Hắn tin tưởng nữ tử mà hắn ngưỡng mộ còn đẹp hơn tất cả nữ tử trong truyền thuyết. Ngươi nói đúng, thực lực của ta còn lâu mới đủ, nhưng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Chờ ta trở lại cõi nhân gian, thực lực còn mạnh hơn, nghĩ ra biện pháp tốt hơn, ta sẽ quay lại tìm ngươi. Ngươi có đồng ý ở lại thế giới này chờ ta không? Nam tử hơi do dự, cũng cảm thấy yêu cầu của mình có chút quá đáng. Thiên phú của nàng vượt xa hắn, làm sao nàng có thể ở lại một thế giới như vậy lâu dài được? Ta không muốn. Nữ tử từ chối không chút do dự. Đúng vậy, là ta hoang tưởng, Tự Long ta có tài đức gì? Nam tử như bị sét đánh, cúi đầu cười khổ, tràn đầy không cam lòng.
nhưng ta sẽ chờ. Nữ tử ngước nhìn bầu trời, có chút bất lực nhưng càng thêm quyết tâm. Thật sao? Nam tử vừa từ địa ngục bay lên thiên đường, không thể tin nổi nhìn nàng, không chịu nổi xúc động trong lòng, dang rộng vòng tay ôm lấy nàng. Nữ nhân chỉ ngón trỏ vào trán của hắn, khẽ cười nói. Đồ háo sắc, ngươi đừng lỗ mãng, ta cũng không phải thê tử của ngươi. Trong lòng ta, ngươi đã là rồi. Lúc này tiếng cửa cung mở ra, đánh thức Tự Long từ hồi ức. Hắn nhìn bóng trắng xinh đẹp sau cửa, nụ cười khẽ đông cứng lại. Trên ngọn núi xa xôi, Lý Thanh Sơn cũng tập trung tinh thần nhìn về phía cửa cung, tạm thời gác lại ân oán với Tự Long, chờ mong mỹ nữ đẹp nhất thiên hạ xuất hiện. Hắn lẩm bẩm trong lòng. Chết tiệt, tên khốn, tránh ra một chút. La Hầu Tiểu Minh suy nghĩ rồi nói. Thanh Khâu Quốc có ba thị tộc lớn, đó là tộc Đổ Sơn, tộc Thuần Hồ và tộc Hữu Tổ. Không biết kiểu vĩ hồ hậu này đến từ bộ tộc nào. Cố Nhạn Ảnh nói. Chắc là tộc Hữu Tổ, ta nghe nói nàng là họ Tổ, Tô Mê Nhiều. Thật sự là phiền toái. Thanh Sơn, ngươi suy nghĩ lại đi. Sao vậy? Ba thị tộc lớn đều có thế mạnh riêng. Tộc Đồ Sơn nhân đức chính trực, có thể hiểu lòng người, có khả năng lập gia đình. Tộc Thuận Hồ thông minh lạnh lùng, tinh thông ảo thuật, thay đổi thất thường, đều là ứng cử viên sáng giá. Chỉ có tộc Hữu Tô là xảo trá quỷ quyệt, giỏi nhất là mê hoặc. Dạ nữ tử trong thiên hạ này chưa đủ hỗn loạn, thường mang đến tai họa cho mỗi người. Hầu hết tai tiếng của cửu vĩ hồ hậu đều do họ tạo ra, ngay cả ta cũng không muốn bị tiêm nhiễm. Ta biết, Lý Tình Sơn đáp lại, trong mắt tràn đầy vẻ hứng thú. La Hầu Tiểu Minh thầm nói mình thật thất sách. Nếu Lý Thanh Sơn nghe theo cảnh báo thì đã không phải là Lý Thanh Sơn. Còn nếu nói chỉ sợ thiên hạ không loạn thì có lẽ Lý Thanh Sơn còn cảm thấy tốt hơn nữa. Cánh cửa bạch ngọc của Quỳnh Ngọc Cung hoàn toàn mở tung. Một nữ tử nhan sắc xinh đẹp đang đứng bên trong cánh cửa, làn tóc trắng như tuyết, bạch y phấp phới như tiên. Trên vạt váy và ống tay áo được điểm xuyến bằng lớp nhung trắng như tuyết. Bông tuyết bay lượn quanh người nàng, tựa như tinh linh băng tuyết rơi xuống trần gian. Bàn tay trắng nón lại cầm một chiếc búa lớn, đôi mắt trong veo long lanh như đang giận dữ nhìn chằm chằm vào Tự Long bên ngoài, mang theo vô ngạt suy nghĩ đông thành băng đá. Tiểu Nga, sắc mặt Tự Long thay đổi, không ngờ sẽ gặp được nàng ở nơi này. Hàn Vũ Nga Vương. Lý Thanh Sơn kinh ngạc, nữ tử có mái tóc trắng kia chính là Hàn Vũ Nga Vương hắn cứu ra khỏi băng kiếm lúc ở dưới vách núi. Hình như nàng có thù oán với cửu vĩ hồ hậu. Năm xưa khi giao Huyền Nguyệt cho nàng là vì không muốn Huyền Nguyệt có dính líu gì tới đại hạ nữa. Không ngờ nàng lại ở trong Quỳnh Ngọc Cung này. Cơn gió tuyết rít gào ngày càng mạnh hơn, lạnh giá tới tận xương tủy. Hàn Vũ Nga Vương dựng đôi cánh lông vũ màu trắng, mái tóc trắng bay múa, hai tay vung lên tạo thành hàn băng thần phủ, báo tuyết khắp trời, nhanh chóng lấy băng phủ làm trung tâm bay vòng quanh. Băng tuyết biến thành một con rồng trắng đang quằn mình lại, rồng trắng tức giận xông thẳng lên bầu trời. Tự Long. Sự hận thù trong lời nói của Hàn Vũ Nga Vương hóa thành dòng nước lạnh thấu xương. Thở dịp cảm xúc của Tự Long không ổn định, huyền băng thần phủ đột ngột đổ xuống. Sau đó Tuyết Long cũng nghiêng người, tựa như trụ trời đang đổ xuống không thể nào đỡ nổi. Chúng khanh chạy tới hét lên, họ giá, hoặc là nói cẩn thận yêu nghiệt phía sau đánh lén. Không đem Huyễn Hải Thần Vương bảo mình lại là để đối phó cùng với Tự Long. Tuy sức mạnh một bữa và giỏi mạnh, cách đánh cũng rất tinh diệu, nhưng có vẻ nàng đã khôi phục được sức mạnh, nắm bắt được binh hồn bên trong. Chỉ sợ trong thiên hạ này chẳng có mấy người đỡ được chính diệt. Tuy nhiên muốn đánh bại Tự Long vẫn có nhiều thiếu sót lắm. Lý Thanh Sơn lắc đầu, không quá quan trọng đòn đánh vừa rồi của Hàn Vũ Nga Vương, cũng chẳng có ý định xông lên phối hợp. Sắc mặt Tự Long trở lại bình thường, hắn vung tay áo phải lên, lệnh cho chúng khanh của mình lui xuống. Tay trái biến chỉ thành kiếm đâm thủng bạo tuyết, dừng lại ở trước ấn đường của Hàn Vũ Nga Vương. Không gian như ngừng lại, chúng thần dừng bước với những vẻ mặt khác nhau. Huyền băng thần phù vẫn đang treo trên đầu Tự Long, không thể nào hạ xuống được một chút. Tuyết Long vốn đang nghiêng người lập tức tan vỡ, băng tuyết ngưng tụ lại đổ sập xuống như vừa gặp một trận bão tuyết khổng lồ, trải dài thành một cái rãnh sâu dài tính ngàn trượng dưới mặt đất. Ban đầu Hoàng Long Vương cũng nằm trong phạm vi tấn công, giờ đây đã tỏa ra một vòng bảo vệ màu vàng nhạt, dễ dàng ngăn chặn tất cả thi tiến công. Đã lâu không gặp rồi Tiểu Nga. Tự Long chậm rãi cất kiếm, tạo ra hai ngón tay trái,
chỉ nhìn thẳng vào Hàn Vũ Nga Vương bằng đôi mắt dịu dàng, như thể không nhìn thấy Huyền Băng Thần Phủ đang treo trên đỉnh đầu. Tự Long, cuối cùng ngươi cũng dám ra tay với ta, làm ca còn tưởng ngươi có âm mưu quỷ kế nào khác chưa? Khóe miệng của Hàn Vũ Nga Vương nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo, rồi lại trở về dáng vẻ lạnh lùng vô tình. Nàng lùi về phía sau, tránh ra khỏi cánh cổng lớn, sau đó nâng tay lên và nói: Nếu đã qua được cửa ải của ta thì mới tiến vào trong. Hôm nay là ngày vui của người, đừng để làm đỡ thời gian. Trong đầu Lý Thanh Sơn chiếu đi chiếu lại một đòn kiếm chỉ vừa rồi, lại thầm suy đoán về thực lực của Tự Long. Thực lực chênh lệch thực sự quá lớn, khoảng chênh lệch không phải dùng một món binh khí là có thể bù đắp vào được. Rồi nói với đám Cố Nhạc Ảnh: Các ngươi ở ngoài chờ tiếp viện, để ta vào trong uống ly rượu mừng, thuận tiện đập phá hiện trường luôn. Tự Long gật gù nói: Hôm nay thực sự không phải lúc để ôn chuyện. Ngày xưa từng làm chuyện gì có lỗi với người thì ta sẽ cố gắng đền bù lại, mong người hãy tha thứ cho ta. Nói rồi nhìn thoáng ra phía sau, có một cỗ hơi thở khổng lồ xông thẳng vào Long Châu. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, rồi mới bước vào trong Quỳnh Ngọc Cung. Chúng khanh đi theo sát sau lưng, trong tay bưng đủ loại kỳ chân dị bảo, bên trên còn phủ cả vải đỏ. Đó chính là sinh lễ do Tự Long cẩn thận chuẩn bị. Ánh mắt Hàn Vũ Nga Vương có phần mê man. Một giọng nói ngạc nhiên mừng rỡ đột ngột vang lên: Tiểu Nga, đúng là ngươi rồi này. Làn tóc đỏ tung bay, người đâm xuyên qua bão tuyết là người cuối cùng bước vào Quỳnh Ngọc Cung. Người đó ôm chầm Bạch Tiểu Nga vào lòng, cả người nóng rực như là một ngọn lửa. Là tên yêu nghiệt đó, các vị đạo hữu hãy cẩn thận. Chúng khanh đại hạ kinh hoàng thay đổi sắc mặt, không ngờ ngày này lại vội vàng tới đây nhanh như vậy, cả đám như gặp phải địch mạnh. Đối mặt trực diện với người đó ở khoảng cách gần như vậy, chẳng khác nào treo tính mạng trên sợi dây mỏng, không thể bất cẩn một giây nào. Tự Long hơi nhướng mày, không rõ là biểu hiện của đám thuộc hạ này hay là do Bạch Tiểu Nga đang được Lý Thanh Sơn ôm chầm vào lòng kia. Lý Thanh Sơn dễ dàng áp chế hết những hành động đang muốn chống cự của Tiểu Nga, mỉm cười nói: Đám phế vật các ngươi bước ra vẻ đi, ta được mời tới đây đàng hoàng đó. Rồi vô cùng thâm tình nói với Bạch Tiểu Nga trong lòng mình: Tiểu Nga, tên phụ bạc kia không cần ngươi thì ta cần ngươi. Nào, ngươi hãy đi theo ta. Bạch Tiểu Nga nhìn về phía Tự Long, trong mắt hàm chứa chút hy vọng. Hai đầu lông mày của Tự Long giãn ra, hắn chắp tay nói: Hóa ra là Lý đạo hữu đại giá quang lâm, xin thứ tội vì không thể tiếp đón từ xa được. Nếu đã tới rồi thì mời theo ta vào trong đón tần đường, sau đó quay lại Long Thủ Sơn uống một chén rượu mừng. Mê nhiều để Tiểu Nga sắp xếp đón khách, tất nhiên là để thăm dò tâm ý của mình. Chắc chắn bây giờ đang đứng trong cung nhìn ra, nếu mình quá thân cận với Tiểu Nga thì nhất định mê nhiều sẽ không vui, cho rằng mình chưa dứt tình. Thôi vậy, cái nhỏ nhặt còn không nhịn được thì mưu lớn tất loạn. Lý Thanh Sơn, sau hôm nay ta nhất định sẽ biến tất cả nữ nhân của ngươi thành món đồ chơi. Lý Thanh Sơn cảm nhận được ác ý bên trong, sau đó nói: Được thôi, ta cũng có ý đó. Cái gọi là oan gia chỉ nên cởi dây chứ không nên thắt lại, chúng ta phải nói chuyện cho thật tốt mới được. Người ta càng nhẫn nhịn thì càng chứng tỏ sát ý của mình, đúng là một tên khốn dối trá. Cảm thấy Tiểu Nga trong lòng không vung vẩy nữa, Lý Thanh Sơn buông nàng ra rồi nói: Rời khỏi đây đi. Sau đó mới sải bước về phía Tự Long. Một bước, hai bước, ba bước. Yêu khí bốc lên không ngừng, tựa như mãnh hổ đang dạo bước, hai bên đang nhanh chóng tới gần nhau hơn. Tự Long như cười như không. Chúng khanh bắt đầu bày trận, chờ đợi một con rồng lớn đang chiếm giữ khu vực. Chỉ cần động một cái là bùng nổ một trận chiến lớn. Bạch Tiểu Nga đột nhiên bay lướt tới, Huyền Băng Thần Phủ rơi xuống giữa Tự Long và Lý Thanh Sơn. Tô tỷ tỷ mời hai vị cùng đi tới cung làm khách. Chỉ sợ Lý đạo hiếu không đồng ý thôi. Tự Long mỉm cười nói, không muốn làm trái ý người gọi là Tô tỷ tỷ. Lý Thanh Sơn nhướng mày nói: Ta đang muốn xem thử bộ dáng của tân nương để khuyên nhủ một phen đây, tránh việc nương nhờ sai người. Bạch Tiểu Nga hỏi: Nếu tân nương không chịu đổi ý thì sao? Thế thì đành phải làm thịt tân lang thôi. Nếu tân nương không chịu thì sao? Vậy thì đành giết cùng luôn, để họ được làm đôi uyên ương cùng mệnh. Vẻ mặt tức giận chợt lóe lên trong mắt Tự Long rồi biến mất. Lý Thanh Sơn nói muốn giết hắn, hắn có thể cười khẩy rồi mặc kệ, nhưng hắn không cho phép bất kỳ ai uy hiếp tới nàng. Bạch Tiểu Nga trừng mắt lên nhìn Lý Thanh Sơn, đột nhiên nói: Lý Thanh Sơn, Bạch Tiểu Nga ta thề với trời, nếu ngươi có thể làm được
thì ta sẽ nương nhờ ngươi để báo đáp ơn cứu mạng xưa kia. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 235 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.